chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của tinh dầu chanh cho gia đình bạn. 1. Đối với giày bị nặng mùi, nhỏ vài giọt tinh dầu chanh trực tiếp vào lót giày hoặc chấm nhẹ trên một quả bóng bông và đặt bên trong giày. 2. Nhỏ một vài giọt tinh dầu chanh trên một quả bóng bông và đặt bên trong túi của máy hút bụi. 3. Chấm một giọt tinh dầu chanh trực tiếp lên nốt mụn cơm hàng ngày cho đến khi nó biến mất. 4. Thêm một vài giọt tinh dầu chanh vào bình xịt đầy nước, nhớ là nước ấm, và phun khắp nhà của bạn để cho không khí tươi mát. 5. Thêm một giọt tinh dầu chanh vào một miếng vải mềm để đánh bóng đồ đồng nhẹ nhàng. 6. Để làm sạch tủ lạnh hoặc tủ đá, thêm một giọt tinh dầu chanh vào nước lau cuối cùng. 7. Đối với mụn trứng cá, hãy thử nhỏ vài giọt tinh dầu chanh vào bát nước nóng, sau đó xông mặt, hoặc thêm 2 giọt tinh dầu chanh vào hỗn hợp dầu nền để sử dụng như là kem dưỡng da. 8. Để điều trị tình trạng da, thoa một vài giọt tinh dầu chanh lên khuôn mặt của bạn và để qua đêm, rửa sạch với nước ấm vào sáng hôm sau. 9. Nếu bé nhà bạn bị sổ mũi, hãy thêm từ 2 đến 4 giọt tinh dầu chanh vào máy khuếch tán. 10. Nhỏ một vài giọt tinh dầu chanh vào miếng bông và đặt một chỗ để xua đuổi côn trùng. 11. Bạn có biết tinh dầu chanh còn có tính chất cầm máu hay không? Nó giúp ngừng chảy máu và với tính chất diệt khuẩn của nó là loại nước rửa tuyệt vời cho các vết xước và vết cắt. 12. Để cai nghiện, cũng có thể sử dụng tinh dầu chanh trong massage để dẫn lưu bạch huyết. 13. Một vài giọt tinh dầu chanh pha trộn để massage để giúp giảm bớt chứng giãn tĩnh mạch. Nó cũng hữu ích cho hệ thống tuần hoàn và làm sạch máu. 14. Tinh dầu chanh dùng tốt với các bệnh thấp khớp, gút, viêm khớp và các vấn đề về tiêu hóa. Tinh dầu chanh kích thích dịch tiết ra từ gan, dạ dày và tuyến tụy và hỗ trợ việc sản xuất các tế bào máu. 15. Tinh dầu chanh rất hữu ích trong việc chăm sóc da để làm sáng da cho da nhờn. Nó cũng xử lý các nếp nhăn và các đốm nâu. 16. Thêm một vài giọt tinh dầu chanh để phun phòng, giúp ngăn ngừa sự lây lan của vi trùng. 17. Cho một giọt tinh dầu chanh vào bàn chải đánh răng của bạn với kem đánh răng để làm trắng răng. 18. Thêm từ 6 đến 10 giọt tinh dầu chanh vào bình xịt nước và phun nó trên cơ thể, chó, mèo, vân vân của bạn, đặc biệt là đầu và phía sau tai để thoát khỏi bọ chét. 19. Nếu nhà bạn có dán, bạn hãy xịt tinh dầu chanh trên các khu vực có dán. 20. Bạn hãy thoa tinh dầu chanh lên vớ và quần áo để xua đuổi bọ ve. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Nếu video hữu ích, mong bạn hãy bấm vào biểu tượng like hoặc thích bên dưới video và bình luận ngay phía dưới video để chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Hoặc các bạn muốn chúng tôi làm video về chủ đề nào, các bạn vui lòng bình luận ngay phía dưới video này. Xin cảm ơn các bạn.